Xin mời thí sinh kế tiếp Diễm Phương và Nhã Uyên. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Bạn sẽ chiến thắng hoàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Em chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, em chào anh Ngô Kiên Huy. Em tên là Phương Công. Phương Công là sao? Công, tại vì cái tên Facebook của em nó vậy. Là sao em Công vậy? Công vậy nè anh. Em không thẳng hả? Không, em thích nó Công vậy á. Bé khôi hài quá. Rồi bạn kế bên. Dạ, em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Huy. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Uyên. Trước khi đến với cái chương trình này thì em xem hài của anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Em rất chỉ là hâm. Không phải là hâm ở cái góc độ kia mà là hâm mộ ạ. Nên em quyết định tới cái chương trình này. Hai đứa đều khôi hài. Hai bạn đang làm gì? Trước là em dạy mầm non nhưng mà giờ em đang tập trung sang kinh doanh. Nhìn là biết doanh nhân rồi. Mặc đồ là biết ngay doanh nhân luôn. Bạn kế bên là làm gì? Em đang ở nhà thôi. Nội trợ hả? Dạ. Ai là người có chồng rồi? Chắc Công quá. Em. Thấy chưa? Trời, tôi biết mà. Dạ. Mà sao như thấy hỏi tới gia đình hình như em không vui vậy? Tại đang không vui thiệt. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Mỗi lần không vui là mình coi hài đúng không? Cho đời nó vui hơn đúng không? Cho quên đúng không? Dạ, coi hài với lại hát. Hát hả? Hát. Thí dụ hát bài tặng đi. Lấy tinh thần đâu. Em không có thuộc bài nào anh. Không thuộc bài nào mà thích hát. Em hát tầm bậy tầm bạ, khúc này rap khúc kia vậy. Hay quá, vậy là bạn giỏi quá rồi còn gì nữa. Ôi giời, rung quá. Sao giờ mãi không ai tới giờ chưa mời bạn ta? Hai bạn là như thế nào của nhau? Tụi em gặp nhau qua một cái lớp học phát triển bản thân. Xong rồi quen nhau. Học kỹ năng anh. Tìm được gì trong đó? Tìm được nó. Thế ngoài người bạn, chính bản thân mình đi tìm được gì ở trong đó? Nếu mà em dạn dĩ hơn thì em có thể là em sẽ khùng nhiều hơn trước đến đó. Tức là sau khi mình học ở đó là mình thấy là mình có kỹ năng gì? Dạ đúng rồi, em học xong cái lớp đó xong là em đi thẳng lên trên Sài Gòn. Em cắt tin ngày đầu tiên luôn, cái ngày cuối cùng em đi thẳng lên luôn. Em có đăng ký gì cho điền mình nè. À, tức là ủa học cái lớp đó ở đâu? Ở Vũng Tàu, em ở Vũng Tàu, dạ. Rồi, chúc may mắn. Lấy cái gì mà hai bạn cùng diễn và hay nhất diễn đầu tiên? Rồi ạ, thời gian 60 giây bắt đầu. Thanh xà tỷ tỷ, Thanh xà tỷ tỷ ơi, Thanh xà tỷ tỷ. Trời ơi, dặn bao nhiêu lần rồi, lúc không có ai thì hỏi là Thanh xà ca ca đi. Ủa nhưng tiền là rắn cái mà. Rồi, mày cứ thử ngồi 1.000 năm một chỗ như tao coi. Thử coi giới tính của mày nó có lộn xộn hay là không. Mày không thấy Ngô Kiến Huy hả? Thường như vậy là nhờ ngồi đây lâu ngày nè. Tị ơi, muội nói nè, muội muốn tỏ tình với Ngô Kiến Huy. Thôi muộn rồi, tỏ tình Trấn Thành đi. Thôi Trấn Thành, Harry Won để đâu? Mày không biết gì hết, ngồi xuống nói cho nghe. Trấn Thành mang về đồ chống lẹo cá, tốt cho tâm linh, dễ tu hành. Thôi, vụ này khó quá, bỏ qua đi. Thế hứa ca ca của tỷ sao rồi? Đừng nhắc tới đó nữa. Trời ơi, tôi đợi nó 1.000 năm để nó đầu thai chuyển thế. Mà nó đầu thai ngay vô anh Đức mất tiêu rồi. Anh Đức hả? Ừ. Em có suy nghĩ gì về diễn viên anh Đức? Hết thời gian ạ. Nói chung là không có gì hấp dẫn hết. Nó cũng không mắc cười luôn. Mình làm suy nghĩ lại một câu chuyện nào đó ha. Rồi mùa sau mình thi tiếp chứ. Cái này thua rồi. Thôi, tạm biệt các bạn. Dạ, cảm ơn ạ.